Em đồ gỗ Bùi Tuấn chào các bác. Hôm nay chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2024. Và buổi chiều hôm nay thì cơ sở em xin được giới thiệu đến các bác một chiếc sập ngũ phúc cũ lối cổ, chất liệu bằng gỗ cụ ta Quảng Bình. Và đây là một trong những chiếc sập phiên bản đặc biệt, đục đẹp xuất sắc, vần gần đẳng cấp các bác nhé. Và sập này là mặt hai lá, lá dày 2 phân, có kích thước 2m x 1m60, cao 59. Và các bác có thể là nhìn cái phần mặt lá này ạ. Vần gần phải nói là trải đều luôn, sắc lét nổi rõ, đặc trưng của chất gụ Quảng Bình, đẳng cấp luôn các bác nhé. Kể cả phần thanh sập đó, vân lủi quằn quại. Và bây giờ em quay là 6 giờ tối rồi các bạn ạ. Đâm ra là cái ánh bóng điện nhá, nó bị phả vào, nó rất bị mờ. Thực tế nó còn vân đẳng cấp đẹp hơn rất nhiều nếu các bác qua xem thực tế các bạn ạ. Và không có một lốt ruồi mắt cành hay một lỗi tì vết nhỏ nào ở cái phần mặt sập này. Gỗ trù trọi tuyệt đối. Còn xuống phần quê đây, các bác xem này, trần dáng đục cong quy, đục rất kỹ. Và chất tem gỗ đây, gỗ Quảng Bình phải nói là tôm mịn, giá đét đấy. Trần hộp xỉ cật, rơi đục chán trần, các đường ống mọng, các bác xem này, rất mọng các bác nhá. Các cái đường nét chữ thọ ngay ngắn, sắc nét, kể các cái đường chuyện chám này. Hàng kỹ, nó khác với các cái phiên bản thông thường. Phần giữa đây là được đục rơi cắp thọ này, cài hoa mai. Sập ngũ phúc này kê trời thì mang lại tài lộc, thịnh vượng. Và những cái con sập ngũ phúc đục đẹp như này thì không phải lúc nào cũng có các bạn. Tuyệt vời các bạn nhá. Đấy, gỗ đều chăm chắm như nhau, trần trước cũng như trần sau, dạ ngang cũng như dạ tiền. Đấy, bốn bề trong ngoài lành lặn phải đến 99%. Và chiếc sập phiên bản đặc biệt này em bán để cho các bác sưu tầm về chơi là 60 triệu các bác nhá. Đấy, 60 triệu các bác có thể là tư duy và cân đối nếu thực sự các bác yêu đồ kỹ, các bác đáng để các bác cân nhắc chiếc sập này. Và các bác hãy qua địa chỉ đồ gỗ Bùi Tuấn, khu Vệ Lăng Cây Sung, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để xem thực tế chiếc sập này. Và hãy liên hệ cho em qua hai số điện thoại 083 626 499 và số Zalo 0985 230 888 để biết thêm thông tin chi tiết nhất về chiếc sập này các bác nhé. Đây, và em quay ngoài đường đây các bạn, để ánh sáng thiên nhiên thực tế. Và bây giờ cũng là tối rồi. Đấy, cũng rất là tối rồi các bạn, mà lên sập đã đẹp như này rồi, các bác đến xem sẽ không thất vọng đâu các bạn. Và em cũng xin phép được dừng video clip tại đây. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác và quý vị ở những video sau.